là một nhân tố đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy mối quan hệ giữa Mỹ và Triều Tiên, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã lấy làm tiếc khi cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều bị hủy bỏ. Ông chủ Nhà Xanh cũng đồng thời bày tỏ mong muốn cuộc gặp lịch sử này vẫn sẽ diễn ra. Không chỉ vậy, đối với người dân Hàn Quốc, họ cảm thấy thất vọng về quyết định của ông chủ Nhà Trắng. Đây là lần đầu tiên Triều Tiên phá hủy bãi thử hạt nhân Bungari, nhưng Tổng thống Donald Trump lại thay đổi quyết định. Tôi không chắc ông ấy nghĩ gì, nhưng hy vọng ông Trump thay đổi quyết định một lần nữa để cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều diễn ra. Vũ khí hạt nhân là cái để Triều Tiên chứng minh sức mạnh của mình. Tôi cho rằng Tổng thống Trump đã quá mạo hiểm khi hủy cuộc gặp ngay khi Bình Nhưỡng phá hủy bãi thử hạt nhân. Tôi cảm thấy thất vọng về điều này. Đây là vấn đề ngoại giao, chứ không phải kinh doanh nữa. Về phía mình, chính phủ Nhật Bản khẳng định Nhật Bản có thể lý giải quyết định của Tổng thống Trump khi hủy bỏ cuộc gặp lịch sử này. Tuy nhiên, Nhật Bản sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Mỹ và Hàn Quốc để có những biện pháp đối phó với Triều Tiên. Hai nhà lãnh đạo đã quyết định hủy cuộc gặp này. Tuy nhiên, để tránh cho Triều Tiên thay đổi chính sách của mình, Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc sẽ tiếp tục các biện pháp gây sức ép, bao gồm cả các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc và đặc biệt sự ủng hộ của Trung Quốc và Nga. Không chỉ Hàn Quốc hay Nhật Bản, ngay khi Mỹ thông báo hủy cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều, Pháp, Nga, Anh cùng Singapore đã lên tiếng lấy làm tiếc về quyết định của Tổng thống Donald Trump, đồng thời bày tỏ hy vọng cuộc gặp thượng đỉnh vẫn sẽ diễn ra trong nỗ lực chung hướng tới việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên. Theo CNN, khi Tổng thống Trump tuyên bố hủy đối thoại thượng đỉnh đã lên kế hoạch với nhà lãnh đạo Kim Jong Un, mọi lòng tin mà Mỹ và Triều Tiên vừa xây dựng được với nhau đã đổ vỡ hoàn toàn. Tuy nhiên, quyết định hủy hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều không hoàn toàn bất ngờ. Triều Tiên từng đưa ra nhiều cơ hội ngoại giao với Mỹ trong nhiều thập kỷ qua, nhưng cuối cùng, kết quả vẫn chỉ là những mối đe dọa. Thậm chí khi Tổng thống Trump chấp nhận lời mời của ông Kim Jong Un tổ chức hội nghị Mỹ-Triều lịch sử, hầu hết các quan chức chính phủ chỉ hoài nghi và đánh giá cơ hội diễn ra hội nghị thượng đỉnh này thấp hơn 50%. Trong khi đó, trang mạng Slate.com của Mỹ bình luận tuyên bố trên của Tổng thống Trump cho thấy sự thiếu tôn trọng của Mỹ đối với Hàn Quốc, nước đóng vai trò tích cực hàng đầu trong việc sắp xếp hội nghị thượng đỉnh lịch sử này. Trong một bài viết khác, trang Slate.com còn gọi việc hủy hội nghị Mỹ-Triều là nghệ thuật của sự thất bại, cho thấy Tổng thống Trump thiếu kỹ năng của một nhà thương thuyết. Báo chí phương Tây nhìn chung nhận định diễn biến mới này có nguy cơ đẩy quan hệ Mỹ-Triều trở lại trạng thái khủng hoảng. Tuy nhiên, có thể cả hai bên vẫn đang thận trọng, không muốn để tình trạng này leo thang lên mức căng thẳng như hồi năm 2017.